Chào các bạn, một lần ngủ dậy buổi trưa, một vệt nắng chiếu vào bàn ăn để lại những hoa văn ánh sáng trên tường rất đẹp. Để chiếc ly ra ngoài tầm ánh sáng chiếu đến thì không còn hiện tượng này nữa. Chiếc ly hoàn toàn không có nước. Mình rót nước vào thì hoa văn lại càng nhiều, càng đẹp. Nhìn thì thấy có những màu sắc như ánh sáng cầu vồng. Vì sao lại vậy? Ánh sáng mà chúng ta nhìn thấy trong không khí sẽ có màu trắng, nhưng khi nó đi qua một chất liệu khác ví dụ như thủy tinh thì chúng sẽ bị lộ ra là có rất nhiều màu sắc trong đấy. Ánh sáng mà chúng ta thấy khi qua lớp lọc cũng đầy màu sắc. Hiện tượng đầu tiên mà con người nhìn thấy trong tự nhiên chính là cầu vồng. Không phải một, mà có thể là hai, ba cầu vồng trong tự nhiên. Quá thú vị, con người đã đi tìm câu trả lời cho hiện tượng này. Bản chất của ánh sáng là sóng điện từ. Trong ánh sáng trắng đơn giản ấy là hợp của nhiều sóng điện từ khác nhau. Còn mắt con người không phân biệt được sự khác biệt này. Khi gặp một chất liệu khác, ở đây là một lăng kính, các sóng có sự phân tách, mỗi sóng ánh sáng khác nhau sẽ có một cách đi riêng, khiến chúng lộ nguyên hình. Chúng ló ra ngoài không khí cũng giữ nguyên sự riêng rẽ này. Đó là lý do vì sao chúng ta nhìn thấy nhiều màu sắc khác nhau. Các màu này gồm đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím. Mỗi màu trong dải ánh sáng này có bước sóng khác nhau. Ánh sáng màu đỏ có bước sóng dài hơn và bị lệch ít hơn so với ánh sáng màu tím. Có bước sóng ngắn hơn và bị lệch nhiều hơn.